sáng 23 tháng 12, gần 8.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị, hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine cho người trên 18 tuổi cuối tháng 12. F0 ở Hà Nội phải tự chữa bệnh vì gọi y tế phường nhưng không ai đến. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,17 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 8.200 ca nặng. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại khu thu dung điều trị COVID-19, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, nhanh nhất có thể. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.588.335 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 16.105 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.582.783 ca, trong đó có 1.170.667 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, thành phố Hồ Chí Minh 497.162, Bình Dương 289.613, Đồng Nai 95.761, Tây Ninh 66.823, Long An 39.831. Tổng số ca được điều trị khỏi 1.173.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 8.187 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.658 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.199 ca, thở máy không xâm lấn 157 ca, thở máy xâm lấn 1.152 ca, ECMO 21 ca. Số bệnh nhân tử vong. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca. Tổng số ca tử vong sau COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.251 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 29 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 29.232.482 mẫu cho 73.261.638 lượt người. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm là 141.083.958 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.224.394 liều, tiêm mũi 2 là 63.306.216 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại, mũi 3 của vaccine Abdala là 1.553.348 liều. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại khu thu dung điều trị COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện các biến chủng mới làm gia tăng số lượng người đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, dẫn đến gia tăng chất lượng thải y tế cần phải xử lý. Để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế, ngày 22 tháng 12, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung cụ thể. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế. Các phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế và chất thải tại những cơ sở thu dung điều trị người mắc COVID-19, địa điểm cách ly phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, tránh tình trạng ùn ứ chất thải không được xử lý gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là chất thải lây nhiễm. Tăng cường giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế, đảm bảo xử lý nước thải y tế đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường. Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, nhanh nhất có thể. Trước diễn biến ca mắc cộng đồng và tử vong, tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương, Bộ Y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt giám sát, phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển lây lan, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 sắp tới.
Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp của diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt là đảm bảo hoạt động phục hồi sản xuất, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động sẵn sàng trang bị nhân lực, thuốc điều trị, oxy y tế, đảm bảo cho người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa, tăng cường xét nghiệm tầm soát với các đối tượng địa bàn có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện chủng mới. Tổ chức tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022. Tổ chức tốt việc điều trị tại nhà, cơ sở cho bệnh nhân mắc COVID-19, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Khi có kết quả dương tính nCoV, anh Nguyễn Văn Khải gọi điện cho trung tâm y tế phường để khai báo, nhưng một tuần sau đó, không có nhân viên nào đến cấp phát thuốc. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc COVID-19 được phát hiện trên địa bàn thành phố hơn một tuần qua liên tục trên ngưỡng 1.300 người. Hà Nội đã vượt kỷ lục của chính mình về số ca mắc mới trong vòng 24 giờ từ khi dịch bùng phát đến nay với 1.704 trường hợp hôm 21 tháng 12 vừa qua. Dữ liệu từ Bộ Y tế cũng cho thấy thành phố đã trải qua 4 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc, vượt qua thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã có kế hoạch về số giường điều trị cũng như quy định trong việc theo dõi F0 tại nhà, sự tiếp cận của ngành y tế đối với người nhiễm virus tại Hà Nội vẫn mang đến nhiều lo ngại, khó tiếp cận với y tế địa phương. Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Khải, 25 tuổi, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết mình có biểu hiện mệt mỏi, ho, đau người và sốt từ ngày 15 tháng 12. Ngay sau khi nhận thấy các triệu chứng, tôi đã uống thuốc hạ sốt và tới bệnh viện gần nhà để xét nghiệm. Một ngày sau, tôi nhận kết quả từ bệnh viện cho thấy mình dương tính SARS-CoV-2, anh Khải nói. Người đàn ông này nhanh chóng gọi điện cho chủ nhà trọ và trung tâm y tế phường để khai báo, cũng như thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân. Sau đó anh Khải cho biết bản thân chỉ nhận được một cuộc gọi để ghi nhận các triệu chứng đang gặp. Ngoài ra, trong một tuần sau đó, không có nhân viên y tế nào tới cấp phát thuốc cho anh. Không chờ đợi được nên tôi đã tự nhờ người thân mua thuốc và đặt trước cửa nhà. Đến nay sức khỏe của tôi đã ổn định, chỉ còn triệu chứng mất khiếu giác. Hà Nội đã sử dụng thuốc kháng virus nhưng chưa rộng rãi. Trả lời báo chí về việc đưa F0 đi điều trị trên địa bàn thành phố mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, theo quy định của thành phố, việc vận chuyển F0 từ nhà đến cơ sở điều trị tầng 1 đối với bệnh nhân nhẹ và từ tầng 1 lên tầng 2, 3 là do chính quyền địa phương phụ trách. Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 và các đơn vị khác trong ngành y tế của thành phố sẽ đáp ứng vận chuyển những bệnh nhân nặng trong trường hợp quận, huyện, thị xã quá tải. Về vấn đề cấp phát thuốc, ông Cương cho hay, việc cấp phát cho các trường hợp mắc và được theo dõi, quản lý tại nhà sẽ là trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc tổ hỗ trợ theo dõi F0 tại nhà thực hiện. Hiện nay, các thuốc trên phải trả chi phí, nhưng việc cấp phát thuốc phải theo đúng quy định. Đối với thuốc kháng virus Monopiravir, Sở Y tế Hà Nội cũng đã ban hành quy định triển khai chương trình sử dụng có kiểm soát trên cộng đồng cho F0 thể nhẹ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội cho biết, bệnh viện đang là đơn vị được Sở Y tế Hà Nội giao quản lý số lượng thuốc kháng virus của thành phố. Sở Y tế đã có kế hoạch cấp phát thuốc kháng virus Monopiravir cho các đơn vị trực thuộc. Sau khi nhận được chỉ đạo, chúng tôi cũng đã ngay lập tức gửi cho các sở y tế trên địa bàn được phân, ông Hiền nói. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện là đơn vị quản lý trực tiếp cơ sở tiếp nhận F0 đền L3 với khoảng gần 1.000 ca mắc thể nhẹ của thành phố tầng 1. Theo ông Hiền, thời gian qua, cơ sở y tế này cũng đã tư vấn cho một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có chỉ định và đồng ý cam kết sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir do thành phố cấp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh loại thuốc này không dùng cho tất cả các F0. Thứ nhất, số lượng thuốc hiện tại không đủ cho tất cả bệnh nhân. Thứ hai, việc mọi F0 sử dụng thuốc kháng virus cũng là không cần thiết khi đa số người trẻ đã tiêm đủ liều vaccine, chỉ diễn biến nhẹ hoặc không triệu chứng. Một số thuốc hiện nay trong quá trình thử nghiệm và chỉ được sử dụng cho nhóm có nguy cơ cao, người lớn tuổi, mắc bệnh nền, chưa được tiêm đủ liều vaccine, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa giải thích. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, hệ thống điều trị tuyến cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng giúp TP.HCM quản lý và điều trị F0 tốt, hạn chế dần tỷ lệ tử vong. Tăng cường y tế cơ sở, phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình là hướng đi cần thiết của ngành y tế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, khi số lượng F0 tồn tại tăng cao, việc huy động sự vào cuộc phòng khám, bệnh viện tư nhân là rất quan trọng. Các địa phương nên chủ động tổ y tế để quản lý, phát thuốc, chăm sóc F0 tại tầng điều trị thấp nhất, tiến sĩ Hùng nói. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Hà Nội vẫn đang gặp phải những vấn đề tương tự. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội chia sẻ, hiện nay có tình trạng người dân nhận kết quả xét nghiệm dương tính nCoV nhưng không biết ở nhà hay đi cách ly tập trung, khi nào được đưa đi cách ly. Thậm chí có người chờ 2-3 ngày mới được cách ly, người thì sau khi điều trị âm tính lại bất ngờ được gọi đi cách ly. Theo Phó giáo sư Hùng,
Hà Nội đã triển khai cách ly với F0 nhưng phân loại người bệnh COVID-19 chưa nhất quán. Các quy định chưa nhất quán khiến cả nhân viên y tế tại địa phương và người dân lúng túng. Hà Nội triển khai cách ly tại nhà còn chậm nhưng lại tập trung nhiều vào việc đưa F0 điều trị tại bệnh viện, trạm y tế lưu động. Trong khi đó, những F0 rất khỏe mạnh, vốn không phải tập trung chăm sóc, có thể tự cách ly tại nhà, Phó giáo sư Hùng chia sẻ. Về giải pháp, chuyên gia này cho rằng ngành y tế Hà Nội cần ban hành quy định nhất quán, rõ ràng về điều kiện cách ly tại nhà, khi nào đi cách ly tập trung, khi nào được cấp phát túi thuốc, ai được cấp thuốc kháng virus, giúp người dân và F0 có sự chủ động khi bị nhiễm. Thứ hai, y tế địa phương, trừ trạm y tế đến trạm y tế lưu động, chỉ nên tập trung và hướng dẫn, theo dõi, quản lý F0 diễn biến nhẹ, cung cấp thuốc. Khi có trường hợp F0 diễn biến nặng, phải đưa đi cấp cứu, trạm y tế phải hỗ trợ oxy và cấp cứu ban đầu, sau đó đưa F0 đến bệnh viện tuyến trên để điều trị. Có các vấn đề về tư vấn, hỗ trợ F0, thành phố nên xây dựng hệ thống chăm sóc, điều trị từ xa với mạng lưới bác sĩ, chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn sẵn sàng tình nguyện. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.